Sau Hằng Nhật Đầu Địa chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2020. Em lên sóng giới thiệu với các bác một cái chiếc máy rửa bát của hãng Nationa NPME-M2 vừa về trong cái lô rửa bát ngày hôm qua các bác nhé. Con máy này có thể nói với các bác là máy rất là mới luôn. Mới là mới ạ. Các bác nhìn qua clip các bác có thể thấy là cái độ mới của nó rồi. Đấy, toàn bộ thân vỏ rất là đẹp, kính trong suốt, phần lưng nhé cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy nha. Rất là mới đẹp. Đấy, phần sau mới con còn luôn, trắng tinh gần như không có vết xước ạ. Rồi nhìn quá mới luôn, rồi một con máy rửa bát đời Nationa 208. Gần như bên Nhật họ rất là ít dùng. Đấy. Bên trong ruột thì cực kỳ mới rồi. Dòng này cực kỳ mới bên trong ruột, không có gì để chê cả, sáng bóng hơn cả những cái con đời TRV đã luôn. Răng cửa như mới luôn ạ. Rất là mới đẹp. Bên trong có nhìn mới chưa? Ba tay full. Giá như nói chung là mọi thứ nó vẫn còn sáng lắm, máy vẫn sạch sẽ, đẹp. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần bỏ ra 4,2 triệu, con này bán là 4,2 triệu BM2 quá nhé. Nhiều bác cứ bảo là tư vấn cho dòng này dòng nọ, thực ra thì mỗi người một cái sở thích thôi. Khi tư vấn cho các bác mà lấy con vừa tiền để tiết kiệm kinh tế cho các bác thì các bác lại bảo là sợ đời sâu nó vấn đề. Đấy, tư vấn cho các bác con đời cao thì các bác lại bảo là đắt tiền quá, nhưng nó cũng rất là khó. Thì tất cả các cái máy mà em bán ra thì chất lượng đều yên tâm hết các bạn ạ. Đều bảo hành 6 tháng các bác, đắt tiền hay rẻ tiền đều bảo hành như các bác, ngon lành ok hết, không phải lo lắng gì cả. Vấn đề chỉ là mình đầu tư mức ra tiền ra bao nhiêu thôi. Máy ít tiền rửa vẫn sạch bình thường, vẫn bền bình thường. Còn máy nhiều tiền thì vẫn cứ sạch mà vẫn cứ bền. Thì các bác cứ nhu cầu tầm tiền mình đầu tư bao nhiêu thì mình cứ đầu tư đấy. Con em bán là 4,2 triệu, không bao gồm phí ship, không đổi nguồn các bác nhá. Cảm ơn các bác.